Ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5. Dự hội nghị có ông Trần Trung Hiếu, Phó Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh cho biết, trong tháng 5, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý cũng như diễn biến các sự kiện thời sự, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, báo chí tiếp tục quan tâm, thông tin nhiều nội dung về tình hình hoạt động, những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, phản ánh nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm, những bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống lấn chiếm đất rừng, khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng vi phạm của một số công trình dự án, công tác quản lý nhà nước về đất đai, các giải pháp quyết liệt trong triển khai, xử lý các vụ việc của tỉnh cũng được cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, phản ánh kịp thời. Tại hội nghị, ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5 năm 2023, các giải pháp trọng tâm phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải thông tin về tình hình công tác đăng kiểm xe cơ giới tại Lâm Đồng hiện nay và dự án tuyến tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc. Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cơ sở năm 2023. Huyện Nam Rông và huyện Di Linh thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều hội nghị các cơ quan thông tấn báo chí đã đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm, như giải pháp để khắc phục tình trạng đăng kiểm xe của người dân hiện đang kéo dài, chấn chỉnh quy trình cấp sổ đỏ tại huyện Lâm Hà, vấn đề thông tin về ca mắc COVID-19, việc đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Các vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành đã thông tin phản hồi cụ thể. Kết luận hội nghị, ông Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đánh giá cao kết quả hoạt động của các cơ quan báo chí đã góp phần đồng hành cùng địa phương trong việc điều hành các vấn đề kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, đề nghị trong tháng 5, các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, cuộc thi giải báo chí Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023, kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương và việc thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ các cấp, tiến độ thi công của các công trình trọng điểm, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 và cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi cho người dân, nâng cao tinh thần cảnh giác.